1983 rồi, năm nay là cây thế. Nó đâu rồi? Bọn nó đâu? Bọn nó đâu hết rồi? Tuấn ơi, Tuấn đâu rồi? Tuấn ơi, Quỳnh ơi, sao bọn nó không ấy nhỉ? Chúng nó không chấp nhận nhỉ? Sợ à? Sao chủ phòng từ chối? Mọi người bảo nó mời mình nhé. Sao đi thế? Quỳnh đâu rồi? Mời lại. Này mà đang PK quốc tế mà uất ra thì còn đúng cái nịt thật. Là đâu? Hai thằng nó đâu rồi? Thế đã đạt số lượng là kiểu gì? Đâm ra anh em mình nhục cái gì? Dạ. Này, nói luôn. Để hôm nào giàu mình sẽ vui. Nát game anh em ơi. Ngã ơi, kéo cuối, kéo cuối. Thôi kiểu này thì mình mở nhạc nhẹ nhàng thôi. Này, anh tin ở mày Quỳnh ạ. Bên này hết đạn rồi. Thôi anh tin em thì đúng còn cái nịt. Một trận quyết định mọi người. Lan kê mọi người. Tắt tắt mọi người, bấm đi mọi người. Nhấn hai mọi người ơi. Đúng rồi, toàn rồi, toàn rồi, kê này. Ủa, nhạc 51 bông hồng. Cảm ơn chị Bình Như, cảm ơn tất cả mọi người. 51 bông hồng mọi người. 51 bông mọi người. Cảm ơn chị, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Cảm ơn chị Minh Thư. Mọi người bên đây đạt được bông thì sang đây thả cho nó cân cân kèo kép mọi người. Cảm ơn bé gái. Người cảm ơn Miu. Miu ơi. Tất cả mọi người ạ. Mỗi người một bông mọi người, mỗi người một bông. Miu ơi, lên nhanh cẩn thận Miu ơi. Alo, alo. Ơi mọi người ơi, chết rồi. Mọi người double, double mọi người. Double mọi người ơi, anh hai. Sai kìa. Nhìn đây mọi người. Cảm ơn chị Chu Trang. Em cảm ơn chị Trang. Double mọi người. Double mọi người. Double mọi người. Rồi hết thì hết rồi. Cảm ơn chị Diệp. Tập này anh thank you chị Benian. Cảm ơn mọi người. Thank you kênh của mọi người. Cảm ơn chị. Cảm ơn Thu Hoài. Cảm ơn Phục Phục. Dậy bằng tay anh chị em ơi. Em cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều. Thank you Indonesia. Tự đi mà xí Indonesia. Anh Quỳnh nói to đấy nhỉ. Cười to nhỉ. Được, hai bạn này đứng tâm. Anh cảm ơn Benian. Anh
cái tấm nhỏ cái phần điện thoại xuống. Tao vào màn hình nha anh em ơi. Cảm ơn mọi người vẫn follow em. Tao vào màn hình đi kìa. Cảm ơn cậu cả nha. Cảm ơn Nam. Đời còn đi. Tây ơi Tây. Dạ. Cảm ơn Hà Thanh. À, tao nhìn thấy thằng Hà Thanh rồi. Dạ. Mày à. Em cảm ơn chị Trang. Em cảm ơn chị. Chị quý mình. Hà Thanh ơi, mày úp anh Đạt không Hà Thanh? Mày úp anh Đạt. Nhiều mạng đấy. Mọi người ơi, cảm ơn mọi người đây đây. Mọi người ơi. Anh đỏ hôm nhé. Cái cuối mọi người ơi. Nát chicken, BK nát chicken mọi người ơi. Indonesia BK nát chicken. Tay tay vị trí tao kiểu này tay à. Tao hết hết lực rồi. Hết lực rồi. Tao buông xuôi đây. Ôi sao rồi. Mày quá. Cảm ơn cảm ơn Nguyên Nguyên, cảm ơn Hà Thành nha, cảm ơn Na, cảm ơn Henny nha. Cảm ơn thank you Indonesia, Trima Kasi nha. Luôn rồi. Bây giờ thằng Tuấn. Đây thank you chị Benny nha, thank you chị Benny nha, cảm ơn chị Trang, cảm ơn chị Diệp, cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều ạ. Một thằng đời còn non, một đứa thì đời còn lịt. Đẳng cấp. Hôm nay vui nè, vâng. Em không đi PK thôi, chứ đi PK hơi bị vui đấy. Đúng rồi, đời đúng còn cái nịt luôn. Đời còn non luôn. Tao thấy mày sung sức được một phát đầu, đúng là lần sau đúng còn mỗi cái nịt thật. Đây, người ta gọi là chiến thuật đấy, các em hiểu không? Đấy, người ta gọi là chiến thuật đấy. Đơn giản đấy. Em thấy chán anh Tuấn vẫn còn hơi rỗng, hơi trống. Thôi tao đi về đây, tao đã bảo lát game mai chơi đúng tiếp. Đúng rồi. Mai anh đặt đây. Em hẹn anh đúng ngày này tuần sau thật. Hôm nay các chị em tới tháng. Nhưng mà đến 17 tao VK quốc tế thì mày đi bảo là hẹn ngày 16 thì mày trêu tao à? Thế thì ngày kia. Căng cái tội khảy. Thật, hôm nay bên nhà em mấy bà đi để với lại từ tháng không là anh toang đâu rồi. Thật ra bên nhà anh hôm nay là chẳng qua đang gom xu để 17 với cái quốc tế thôi, còn không á thì mày thì còn đụng cái nịt luôn thật. Thế thì bảo là đấy là còn anh Đạt thì bên nhà em nè. Anh bảo bên anh là mai ngày kia chơi hết tất tay đi, xong là còn lại là để đến bia quốc tế bên em lo cho. Thôi, ông đừng có mõm. À, đấy là chơi, còn chơi với bên top, nhà anh Đạt này, chơi với top 1 đến top 5 của họ là đẳng cấp đấy em ạ, chứ không phải là lên mấy chục ca, mấy trăm ca điểm đâu. Em, chúng ta xin nhận thua luôn. Anh Đạt ơi, anh Vũ bảo là anh nói bé thôi.
Thế đi tao kia mới bảo đi. Đâu mày bận gì đâu. Mày nói thế anh không trả nương cho ta đâu. Ôi giời ơi, thằng này. Thôi nhá, bye bye nha. Chúc Minh Tây, chúc Tuấn Anh cùng một buổi tối vui vẻ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Cảm ơn là Tuấn Anh. Buổi tối vui vẻ bé nha, vợ yêu nha. Bye bye anh. Bye bye. Mai ra ruộng đồng ruộng cho tao. Vâng, vâng. Bye bye. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tadimakashi Nidia nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người, cảm ơn gia đình nhà mình. Hát một bài để chúc mọi người ngủ ngon nha mọi người ơi. Một bài hát để chúc mọi người ngủ ngon. Bài gì ạ? Hát bài gì ạ? Hát một bài. Hát bài cuối đi ngủ. Ok. 2, 3, 5. Bài gì nữa? Vợ yêu, chúc ngủ ngon. Chúc vợ ngủ ngon. 2, 3, 5. Hứa. Ok. Đơn giản. Anh yêu em. Cảm ơn gia đình nhà mình rất là nhiều. Thank you, terima kasih Indonesia. Cảm ơn Lydia. Cảm ơn Giang. Cảm ơn gia đình nhà mình rất là nhiều. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người ngủ ngon nhé mọi người. Rất nhiều.